Rót giùm tôi ly nước đi. Văn phòng của cậu đẹp đấy. Hách tổng, tôi đang tính báo cáo với chị và Trần tổng. Hai người nói chuyện đi, tôi xin phép. Rộng rãi đấy, bài trí rất đẹp. Chỉ là cái sofa này không ổn lắm. Để tôi nói chuyện với Trần tổng của cậu. Để anh ấy đổi bộ khác cho cậu. Không cần đâu, cái này được rồi. Sofa là dành cho khách ngồi. Đối tác của cậu vừa ngồi lên thì sẽ biết đẳng cấp của cậu. Loại sofa cũ kỹ mà người ta không thèm dùng tới như vậy tuyệt đối không thể đặt tại văn phòng của cậu được. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Sao cậu còn đứng đó? Ngồi xuống rồi nói. Đúng rồi, cà phê của công ty chúng ta rất dở. Hay là chúng ta xuống quán cà phê bên dưới. Được. Đây mới gọi là cà phê chứ. Trần tổng các cậu, gu của anh ấy tệ quá. Lúc trước tôi cũng thế, không phân biệt được ngon hay dở. Đúng vậy. Những năm qua cậu đi theo tôi đã thay đổi rất nhiều. Sao vậy? Từ khi thấy tôi thì cứ như mất hồn. Người ta không biết thì còn tưởng cậu tương tư tôi đấy. Không phải. Vậy cậu không quan tâm à? Không có, không có. Cũng không phải. Được rồi, không trêu cậu nữa, đừng căng thẳng. Cậu và cô ấy vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Vẫn ổn à? Cậu ốm đau thế này, cô ấy không tẩm bổ cho cậu sao? Công việc của cô ấy rất bận. Một tuần chưa chắc chúng tôi gặp được nhau lần nào. Ba ngày không gặp thì buổi tối nên gặp chứ. Tôi sống một mình. Cô ấy sống cùng bạn. Tôi dọn qua đó không tiện lắm nên đã tìm căn hộ khác. Dù sao thì chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi. Đến khi đó dọn đi cũng được. Khi đó cậu cũng cho cô ấy thưởng thức món tôm kho sao? Không đâu, tất nhiên là không. Đó là kỷ niệm của chúng ta. Được rồi, chúng ta bàn công việc đi. Hách tổng, chị xem cái này đi. Tôi thấy thời gian thanh toán của đợt 4 không giống với nguyên tắc cho lắm. Để tôi xem. Lát nữa tôi sửa lại rồi gửi cho chị sao? Không vội đâu. Bây giờ không còn sớm. Hôm nay tôi còn có cuộc họp. Hai chúng ta hôm nay nói tới đây thôi. Trần tổng còn bảo tôi mời chị dùng bữa đó. Cả tuần này tôi đã kín lịch dùng bữa rồi. Khi nào có thời gian tôi sẽ hẹn cậu. Được. Đúng rồi, lần trước tôi tới Tân Châu họp với Trần tổng, cậu vắng mặt. Là cố tình tránh mặt tôi à? Vậy lần này tôi sẽ chỉ định để cậu phụ trách hạng mục này. Liệu cậu có thấy khó chịu không? Tất nhiên là không rồi. Lần trước là do tôi sợ chị thấy bất tiện thôi. Có gì bất tiện đâu chứ. Tôi đã ly hôn rồi. Vào hôm qua. Tạm biệt. Cô đề nghị tiệc chia tay. Loại 20 người trong số 50 người này à? Đúng vậy. Phương án cụ thể tôi đã báo cáo với giám đốc Tiết. Nhưng hiện giờ cô ấy vẫn chưa phản hồi.
Hoạt động này kể từ khi chốt kế hoạch, cấp trên đã trao toàn quyền cho phòng kinh doanh chúng ta. Cô có từng nghĩ đến phương án này của cô? Vì sao giám đốc Tiết không phê duyệt không? Có lẽ là vì cùng lúc loại tới 20 người, ảnh hưởng lớn nên cần cân nhắc kỹ. Vậy bây giờ cho cô cơ hội thuyết phục tôi đi. Được. Dựa trên quá trình đào tạo kỳ này, cùng các số liệu phân tích trực tuyến thì có thể thấy, thật ra không cần đến 50 người. Với lại, thông qua sàng lọc giữ lại 30 người trong số đó, đã bao gồm tất cả các lĩnh vực, phong cách đều rất độc đáo. Nếu có hình mẫu giống nhau, trái lại sẽ gây ra lãng phí tài nguyên. Chuyện hợp đồng thì sao? Giải quyết thế nào? Tôi nhớ hợp đồng lao động đã ký với họ là show tìm kiếm tài năng. Còn về hợp đồng hợp tác dài hạn vốn là định sau khi show tìm kiếm tài năng kết thúc rồi mới ký. Nhưng mà khi tôi đàm phán với họ, đúng là có lấy hợp đồng hợp tác dài hạn ra để chiêu mộ. Chuyện này có thể tôi cần thêm thời gian để giải thích thấu đáo với họ. Tôi đã xem báo cáo rồi. Đúng là có cơ sở và hợp tình hợp lý. Nhưng mà tôi rất tò mò. Ban đầu chính là cô ký hợp đồng với từng người một. Nay là tự tay rủ sạch thành quả của mình. Cô lại giày vò bản thân vậy sao? Chỉ là tôi đứng ở góc độ của công ty, đề xuất phương án giải quyết tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Danh sách bị loại. Tôi còn tưởng cô vì muốn đưa bạn mình ra khỏi SG nên mới cố tình làm những chuyện như vậy. Hứa tổng, tôi là người công tư phân minh. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Vậy sao? Câu này cũng là câu tôi muốn nói với cô. Cô đã nghĩ nhiều quá rồi đó. Nếu cô đã quyết định vậy thì tự cô đào hố, tự cô lấp lại đi. Được, tôi xin phép. Chờ chút. Mau chóng chuẩn bị tiệc chia tay. Công việc quan trọng hơn. Chuyện tình cảm cá nhân, đề nghị tạm gác lại. Giữa công việc và cuộc sống, bản thân tôi sẽ phân bổ hợp lý, không phiền Hứa tổng suy nghĩ nữa. Tôi cũng mong như vậy. Nhưng mà có người khiến tôi không an tâm nổi. Lần này để tôi mời cô đi. Tôi còn tưởng anh đi rồi chứ. Ban nãy cô thấy tôi sao? Đúng vậy, anh ngồi tập trung đọc sách. Tôi không tiện làm phiền. Sao lại gọi là làm phiền chứ? Đây là duyên phận. Trùng hợp thật, không ngờ là hôm nay có thể gặp anh. Thật ra, mỗi ngày anh đều tới đây sao? Không hẳn như vậy. Mà nói thật, quán cà phê sách anh giới thiệu tốt thật đấy. Ban nãy tôi đi dạo một vòng, bên đó có mấy đồ trang trí rất đẹp. Cô cũng thích à? Ừ, còn có cái thú vị hơn nữa. Tôi đưa cô đi xem. Cà phê handmade ở chỗ chúng tôi rất ngon. Làm từ hạt cà phê tôi mang từ Nam Mỹ về đó. Nào, bảo bối đều ở đây. Mấy món này đều rất đặc biệt. Chắc không phải mua về đâu nhỉ? Tin tưởng đấy. Đều là ông chủ tự tay làm. Vậy ông chủ chắc chắn là một nghệ nhân rồi. Nghệ nhân thì không dám, chỉ là làm chơi thôi. Đâu có. Tôi cảm thấy những thứ này đều rất là độc đáo.
Nhất là khu rừng chữ in chì này. Cô cũng thích nó sao? Cái này rất sáng tạo, nhưng mà chất liệu bình thường là những miếng chì dùng để in chữ đó. Nhưng mà tôi cảm thấy chỉ cần sáng tạo thì chất liệu gì cũng không quan trọng. Chữ in bằng chì là thứ cơ bản, khuôn mẫu nhất. Nhưng mà nó bao gồm tri thức bao la và thế giới tự do. Cũng như con người chúng ta vậy, chúng ta luôn cảm thấy rằng bị hạn chế trong những quy tắc luật lệ, cũng như chữ in chì này vậy. Nhưng điều cuối cùng được thể hiện ra cũng có thể trở thành một tác phẩm vĩ đại. Thật ra suy nghĩ kỹ thì cuộc sống cũng khá thú vị. Nói hay lắm, hay hơn suy nghĩ ban đầu của tôi nhiều. Quán cà phê sách này là của anh sao? À đúng vậy, của tôi. Nào, mời ngồi. Nhưng thật ra thì bình thường tôi ít khi tới đây lắm. Vì thế hôm nay gặp nhau tại đây vẫn là có duyên. Vì thế chúng đều là tác phẩm của anh sao? Đúng vậy, đều tự tay tôi làm ra. Xin lỗi, ban nãy tôi nói linh tinh thôi, anh đừng có để bụng nha. Nói hay lắm. Giống như cô đã ban cho các tác phẩm của tôi một sức sống mới vậy. Vì thế, để cảm ơn cô, cô phải nhận cái này đi. Là gì vậy? Đây là thẻ hội viên của quán. Mọi chi phí ở quán cà phê sách của cô đều được giảm giá. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là cô có thể dùng thẻ này mượn được những cuốn sách tuyệt bản. Vậy không ổn lắm đâu. Sao thế? Vậy là không làm cũng được hưởng sao? Tôi nói cho cô biết, cô đã giúp tôi một chuyện lớn. Có thể nói là công lao to lớn. Công lao gì? Lần trước chúng ta gặp nhau, cô đã mang lại cho tôi một nguồn cảm hứng. Nói thật với cô, ngoại trừ quán cà phê sách này, tôi còn có một bảo tàng. Để tôi giới thiệu sơ qua cho cô nghe. Bảo tàng này lấy 10 năm làm một cột mốc để ghi lại sự thay đổi của thời đại. Dùng nhân vật, âm nhạc, điêu khắc, mọi mặt để mô tả. Mỗi một niên đại đều có một chủ đề. Nhưng chủ đề cho 10 năm gần nhất thì tôi bí ý, không nghĩ ra được. Rất phiền muộn. Cho đến hôm đó, tôi thấy cô ngồi đọc sách, vô cùng chăm chú, rất là chuyên tâm. Đột nhiên tôi nghĩ ra, cô nên là chủ đề cho giai đoạn đó của tôi. Nên gọi là ốc đảo trong dòng chảy thời gian. Tức là những thứ bất biến trong sự thay đổi. Cô hiểu không? Những thứ bất biến trong sự thay đổi. Đúng, những thứ bất biến. Đó mới là phần quan trọng nhất trong bảo tàng của tôi. Chủ đề này rất hay, đúng không? Cô cũng có hứng thú hả? Vì thế, cô nhất định phải nhận tấm thẻ này. Tôi phải cảm ơn cô. Vậy tôi không khách sáo nữa. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác. Chẳng phải vừa mới kết thúc khóa đào tạo sao? Lại gọi mình tới để làm gì? Nhớ mình hả? Cậu xem cái này đi. Trong bài bản chuyên nghiệp quá nhỉ. Thỏa thuận hủy hợp đồng. Hủy hợp đồng sao? Ý cậu là sao? Khóa đào tạo đã kết thúc. Phân tích từ số liệu trực tuyến thì công ty sẽ loại 20 người. Mình nằm trong số người bị loại sao? Cậu trêu mình à? Cậu đừng có quên, vì giúp cậu nên mình mới tới đó. Bây giờ cậu đuổi mình đi là qua cầu rút ván. Hơn nữa, khi chúng ta ký hợp đồng đâu có nói tới loại bỏ đâu.
Tuy không có nói tới loại bỏ, nhưng trong hợp đồng có ghi, nếu số liệu không đạt được đến yêu cầu thì có thể hủy hợp đồng. Thật không vậy? Cậu xem đi. Trong thời gian đào tạo, mỗi ngày phải đăng tải 5 clip. Nhưng cậu thì sao? Nửa tháng mà cậu đăng chưa tới 10 clip, làm sao mình giúp cậu qua vòng? 30 người mà công ty giữ lại đều là người mới, tiềm năng và ký hợp đồng độc quyền. Cậu đã là một KOL lớn. Nếu ký hợp đồng độc quyền với bên mình, đối với cậu lại là một ràng buộc. Không được. Mình bị mấy người kia loại, mất mặt quá đi mất. Vậy đi, mình đăng clip như trên hợp đồng, đăng thêm mấy clip nữa. Công ty đã quyết định rồi. Với lại về số liệu, Hạ Nhan, rốt cuộc đây là sao? Tôi bị loại à? Cô bình tĩnh đi. Cô nói bị loại sao? Cô đừng giả vờ không biết. Trong danh sách ghi rõ mà. Để tôi xem. Tại sao tôi lại bị loại chứ? Lượng theo dõi, lượng tương tác, mục nào tôi cũng đạt yêu cầu mà. Đăng Weibo, đăng tải clip, tôi hoàn thành tất cả yêu cầu. Danh sách này khác với cái của tôi. Ban đầu cũng là cô nói SG muốn hợp tác dài hạn với tôi, nên tôi từ chối hoạt động của chỗ khác để tham gia show tìm kiếm tài năng. Bây giờ thì hay rồi, nói loại là loại. Còn nữa, tại sao cô lại loại tôi mà không loại cô ta? Tôi thì sao chứ? Cô đó, tham gia không nghiêm túc, không tích cực đăng bài, khi đào tạo cũng không nỗ lực, tính tình khó chịu. Cô nói tính tình ai khó chịu hả? Nhìn đi, bây giờ chẳng phải vô cùng nóng nảy sao? Tôi... Nè nè, khoan đã. Chính vì hai người là bạn nên cô loại tôi, không phải loại cô ta đúng không? Cô bình tĩnh, mấy người thiên vị đấy à? Thiên vị gì hả? Tôi cũng bị loại nè. Cô... Thấy chưa? Chỉ là show tìm kiếm tài năng vớ vẩn thôi mà, ai thèm? Vậy, cô Thái à, danh sách này có vấn đề rồi, chúng tôi không loại cô. Ban nãy là do tôi quá nóng nảy, cô đừng để bụng nha. Không sao. Giao cho cô đó, tôi đi đây. Đã hủy hợp đồng với Thái Tâm chưa? Danh sách này có vấn đề. Trong danh sách bị loại không có tên của Thái Tâm mới đúng. Danh sách này do tôi soạn. Tại sao? Thái Tâm cố gắng tới thế, độ hot của cô ấy cũng ổn mà. Chúng ta chọn người nổi tiếng chứ không phải là người chăm chỉ. Thái Tâm đã cố gắng tới vậy mà lượng theo dõi chỉ vừa đạt chỉ tiêu. Chúng tôi không thấy tiềm năng nổi tiếng của cô ta. Vậy thì sao phải giữ lại chứ? Trái lại, hàng sản, bạn của cô, tuy tính tình nóng nảy, thái độ chưa tốt, nhưng chỉ đăng bài linh tinh gì đó cũng có lượt chia sẻ rất cao. Người như vậy mới là người chúng ta cần. Tuy cô ấy là bạn của tôi, nhưng số liệu của cô ấy chưa đạt tiêu chuẩn trong hợp đồng. Nếu như tôi phá lệ giữ cô ấy lại thì những người khác sẽ không phục, bất lợi cho công việc của chúng ta. Sợ người ta đàm tiếu sao? Đây không phải là lúc để cho cô thận trọng làm việc, phải bao quát toàn cục, không được rụt rè sợ sệt. Loại Thái Tâm, giữ lại hàng sản. Hàng sản đã ký hủy hợp đồng rồi. Với lại tôi hiểu cô ấy, cô ấy sẽ không quay về đâu. Mệt quá đi. Để mình xoa bóp cho cậu. Tay này. Hạ Nhan, cậu phải để ý đó. Ngành của cậu nhiều trường hợp lao lực quá bị đột tử đó. Yên tâm đi, mình rất biết giữ sức khỏe. Mình thấy cậu tự chuốc họa vào thân thì có. Mệt là đáng đời. Sao thế? Có vẻ hai cậu có chuyện gì đó hả? Mình còn chưa cưa đổ đàn ông mà cậu ấy đuổi mình khỏi SG rồi. Mình đó, hot girl hàng sản, chưa bao giờ bị từ chối. Hơn nữa, 500.000 lượt theo dõi trên Weibo, vội vàng đến giúp cậu, cứ thế mà bị loại sao? Cậu là người phóng khoáng tự do, có thể làm ở công ty mình không? Cậu chịu nổi sao? Nổi chứ. Với lại hôm nay mình cũng cho cậu thấy rồi, đâu phải chỉ loại cậu, 20 người lẫn đó. Mình đây là làm việc hết chức trách thôi, cậu cũng nên thông cảm cho mình chứ. Đúng đó. Cái mà mình quan tâm là công việc này sao? Thứ mình để bụng là thái độ của cậu. Nếu cậu ký hợp đồng độc quyền thì phải nghe làm theo công ty, đăng bài mỗi ngày, cậu làm được sao? Mình hiểu cậu quá mà.
Với lại, mình thấy cậu Dương Đông kích Tây, mỹ nhân kế hình như cũng không hiệu quả lắm. Cứ tiếp tục như thế này thì cũng chỉ là bị lợi dụng thôi. Hai người nói ai vậy? Nói đi, có phải cậu đã phải lòng anh ấy rồi không? Không được nói bậy, mình là Hoa đã có chủ rồi mà. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp nhau thì mình đã đắc tội với anh ấy rồi. Đến giờ thấy anh ấy, mình vẫn còn phản xạ, sợ sệt vô điều kiện đó. Ai biết được đó có phải là rung động trong tim hay không? Nè, người đó là ai vậy? Nghe đáng sợ thế. Tất nhiên rồi. Với lại, mình quan sát kỹ tướng mạo của anh ta. Các cậu có thấy tướng mạo của anh ta có vẻ giống như là loài sói, ngoài mặt thì dịu dàng, nhưng bên trong thì tàn nhẫn hay không? Mình thấy con sói này đối xử với cậu cũng đặc biệt lắm đó. Nếu không đặc biệt thì mình cũng đâu cần ngồi đây thở ngắn than dài. Ai biết được có phải cậu đang mê mẩn không? Nè, cậu mà còn nói vậy nữa thì mình giận đó. Thôi nào, đừng có đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc đi. Nè, mọi người nói ai vậy? Mình nghe rồi mà chẳng hiểu gì cả. Sếp của Hạ Nhan, gã họ Hứa đó. Tiệc chia tay vẫn phải tham gia mà. Tránh ra. Cậu đã loại mình rồi, sao mình còn đi cho quê chứ? Và lúc này sao có thể thiếu nữ hoàng dạ hội của chúng ta được chứ? Thư mời SG. Nè, với lại mình nghe nói là lần này Hứa tổng đó sẽ xuất hiện trang trọng đó. Vậy sao? Ừ. Đi đi, đi đi, đi đi. Được 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 được, phiền chết được. Cho dù thế nào thì đây cũng là trận chiến đầu tiên của cậu ở SG. Chúc mừng cậu mở màn đại thắng. Cạn ly, cạn ly. Cạn ly nào. Tuyệt quá, tuyệt quá đi. Đông người thế này sao? Liệu chúng ta có tới muộn không? Không sao đâu, vẫn chưa bắt đầu mà. Ngôi sao thật sự đều xuất hiện cuối cùng. Cậu xem, biểu diễn trước cũng chỉ thế này thôi. Khí chất này chỉ xứng đại diện cho sản phẩm hạng 3. Đúng vậy, chắc chắn không thể so sánh với sản nhà ta. Nào, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, cạn ly. Nè, mình đi chào hỏi một người bạn. Giao cho anh đó, cố lên. Thật ngại quá, có sao không? Không sao. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Nhìn cô quen lắm. Anh nhận nhầm người rồi. Vậy có lẽ là ông trời sắp đặt cô và tôi gặp nhau. Thế nào, uống chút gì không? Phục vụ. Uống gì nào? Nếu anh còn cản đường tôi sẽ để cho anh thấy ông trời vẫn còn ăn bài khác đó. Vậy phải xem ông trời đứng về phía của ai rồi. Muốn tìm người uống rượu thôi mà. Tôi uống với cô. Thật ngại quá thưa anh, chúng ta mới quen biết, anh chưa đủ tư cách. Giận rồi sao? Đàn ông bình thường không thích phụ nữ chủ động quá đâu. Phụ nữ cũng không thích đàn ông lắm mồm. Có ai từng nói là lông mi của cô rất dài chưa? Chiêu này vô hiệu với tôi. Làm người đại diện sắp tới của chúng tôi, không biết cô có hứng thú không? Anh nói cái gì? Bệnh viện chỉnh hình lớn nhất Tân Châu. Thì ra tới đây quảng cáo à?
Cô đừng nói bừa. Chỗ chúng tôi là cơ quan chính quy, chi nhánh toàn quốc. Một khi quảng cáo lên sóng, đầu đường cuối ngõ đều sẽ dán đầy hình ảnh của cô. Đến lúc đó cô bước khỏi nhà sẽ được săn đón như ngôi sao. Thế nào nghĩ thôi cũng phấn khích đúng không? Nếu mắt không cần dùng tới, có thể hiến tặng cho người cần nó. Nếu không dùng tới mắt, sao lại phát hiện cô gái xinh đẹp như cô chứ? Mã Khắc, Hạng Nam, hôm nay thắt cà vạt đẹp trai nhỉ? Em cũng vậy. Sao em lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Hai người quen nhau à? Đồng nghiệp của mình, Mã Khắc. Chào bác sĩ Mã. Bạn thân của tôi, Sản, Tiểu Lôi. Bác sĩ Mã, rốt cuộc anh là bác sĩ chỉnh hình hay là bác sĩ ngoại khoa vậy? Một bên là kinh doanh gia đình, một bên là sự nghiệp bản thân. Nhưng mà cả gia đình tôi đều là người dùng dao. Nếu cô có cần gì, cứ việc tới tìm tôi. Chị họ, mình đã giúp cậu chẩn đoán một bệnh nhân mắt có vấn đề. Giao cho cậu nha. Ánh sao lấp lánh đêm nay, không thể rời khỏi một KOL nào. Càng không thể thiếu người đã tạo ra bầu trời sao này. Sau đây chúng ta hãy mời CTO trẻ tuổi phong độ, anh Hứa Thành Giật lên sân khấu phát biểu. Xin phép. Hứa Tổng, vô cùng cảm ơn mọi người hôm nay tới tham gia buổi party này. Cũng vô cùng cảm ơn các KOL xinh đẹp đến đây với danh nghĩa đối tác của SG. Đêm nay, các cô chính là nhân vật chính. Vô cùng cảm ơn sự tin tưởng của mọi người dành cho SG. Tin rằng dưới sự dẫn dắt của SG, mọi người sắp tới sẽ không chỉ là người bán hàng online mà sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn đang chờ đón. Hứa Tổng nói thật sự quá hay. Hôm nay ở đây là sân khấu của các KOL. Họ đã thể hiện buổi diễn đặc sắc cho chúng ta. Hứa Tổng, hôm nay chúng ta tăng thêm một mục để nhân viên SG chúng ta biểu diễn một tiết mục. Anh thấy thế nào? Tôi thấy rất hay. Hay! Hứa Tổng biểu diễn đi, Hứa Tổng biểu diễn đi. Biểu diễn đi Hứa Tổng, chúng tôi muốn Hứa Tổng. Hứa Tổng, tôi à? Ai biểu diễn không phải các cô quyết định là được. Phải để cho người thích nghe nhạc nhất lên sân khấu biểu diễn tiết mục. Sau đây xin mời nhân viên của SG lấy điện thoại của các cô ra, gửi ảnh cáp màn hình ở trang chính đến hậu trường của chúng tôi. Xem thử hạng net ear music của ai cao nhất, chúng ta sẽ để cho người đó lên sân khấu biểu diễn, có được không? Được rồi, xin mời xem màn hình. Qua tổng kết của nhân viên hậu trường, kết quả cuối cùng mà chúng tôi có được là Hứa Tổng và cô Hạ đây, đồng hạng nhất. Xem ra Hứa Tổng và cô Hạ này đúng là duyên phận. Sau đây chúng ta cùng mời cô gái xinh đẹp của phòng kinh doanh, cô Hạ Nhan lên sân khấu. Xin mời. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Sau đây, muốn Hứa Tổng của chúng ta đem đến cho mọi người bài hát thế nào đây? Nhưng mà tôi không có biết hát. Không biết hát à? Vậy không được. Mọi người có đồng ý không? Không đồng ý. Không thể. Hát một bài đi. Cô biết đàn piano cơ mà. Cô đàn đi, tôi hát. Sao anh biết tôi biết đàn? Trong CV có ghi mà. Tiếp theo xin thưởng thức ca khúc do Hứa Tổng và Hạ Nhan đem đến cho mọi người. Hay, hay lắm. Quá khứ trở nên lãnh đạm, thậm chí bắt đầu tự cười nhạo mình. Đôi khi lòng thắt lại, dâng lên những cơn sóng. Dùng chiếc ô, hai người đi qua ngày mưa, đi ngang nhà hàng mà anh thích nhất.
bỏ đi một nửa thói quen. Hứa tổng đẹp trai quá, đúng là đẹp trai thật. Nên ân cần hỏi han, hay là chỉ im lặng? Những nuối tiếc đó lưu lại trong tim, trở thành nỗi đau. Những lời tâm sự chân thành khi xưa đã đi vào hư vô. Mong chờ mòn mỏi, cũng không đợi được lời chúc ngủ ngon của em. Tất cả đều không liên quan anh. Dù sao anh cũng quen với nỗi cô đơn một mình. Đau lòng đau khổ cũng phải giả vờ tự nhiên. Đau khổ hay hạnh phúc đều không liên quan đến anh. Những lời tâm sự chân thành khi xưa đã sa vào hư vô. Mong chờ mòn mỏi, cũng không đợi được lời chúc ngủ ngon của em. Tất cả đều không liên quan anh. Tôi gato với Hạ Nhan quá. Nếu Hứa tổng có thể âu yếm nhìn tôi hát như vậy, tôi nhất định sẽ vui sướng tới ngất xỉu luôn. Cô đừng có gato nữa. Tuy giám đốc Tiết không nói gì, nhưng mà cả SG đều biết Hứa tổng là crush của giám đốc Tiết, không động vào được đâu. Nhân cơ hội này tôi cũng giới thiệu với mọi người. Đây là nhân viên mới của SG chúng ta, tên Hạ Nhan. Tuy cô ấy làm việc chưa lâu, nhưng mà đã dốc hết sức lực chuẩn bị kế hoạch tìm kiếm tài năng vào buổi party hôm nay. Cô ấy đã hy sinh rất nhiều thời gian nghỉ ngơi của mình để phối hợp với công việc kinh doanh. Bây giờ tôi tuyên bố, kể từ hôm nay, Hạ Nhan chính thức trở thành nhân viên của SG, trở thành nhân viên chính thức trước thời hạn. Hạ Nhan. SG là nơi có công lao sẽ đền đáp. Dù là nhân viên của chúng ta, hay là KOL hợp tác với chúng ta, hay là đối tác cùng đồng sinh cộng tử với chúng ta. Xin lỗi, tôi xin bạn phép. Nhờ sự cổ vũ và ủng hộ của mọi người mới khiến cho SG trở nên tốt đẹp. Được, giờ chúng ta trả sân khấu về cho các KOL. Party tiếp tục diễn ra. Vâng, rất cảm ơn lời phát biểu của Hứa tổng. Tiếng hát chân thành luôn làm rung động lòng người. Xem ra cũng là nhân tài hiếm có. Anh ta cũng biết làm bộ thật đó. Con người đều có tính che giấu. Hơn nữa, phần mà họ che giấu luôn luôn trái ngược với thứ họ thể hiện. Không ngờ chúng ta hợp tác cũng ăn ý chứ. Hứa tổng, như thế sẽ khiến cho người khác hiểu lầm đấy. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Có gì cứ nói thẳng đi. Được, vậy hôm nay tôi sẽ nói thẳng. Không biết có phải trước đó tôi hiểu sai ý không. Tôi vẫn nên nhắc lại lần nữa với anh. Tôi đã có bạn trai rồi. Hơn nữa, chúng tôi sắp kết hôn. Ồ, xem ra quan hệ cũng tốt đó chứ. Khéo quá, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Chia tay anh ta đi. Hả? Họ đang nói gì vậy? Chắc anh không phải là người chia rẽ ly gián đâu nhỉ. Anh ta không xứng với cô. Cô hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn. Không biết là anh có từng nghe qua câu chuyện của người nhặt lúa mì chưa? Nếu anh chưa nghe qua thì lên mạng tra cứu đi ha. Hứa tổng, có thời gian không? À, hai người nói chuyện đi ha, tôi đi xử lý một số việc. Uống một ly đi, được thôi. Mời, Hạ Nhan.
Chúc mừng nha. Chúc mừng cậu lên chính thức rồi. Thế nào, hôm nay tuyệt lắm đúng không? Tuyệt lắm. Hạ Nhan à, khi nãy cậu nói gì với Hứa Thành Dật vậy? Mình thấy nét mặt của cậu kỳ lạ lắm. Anh ta bảo mình chia tay Lâm Hạo. Cái gì? Anh ta quá đáng thật đó. Sao anh ta lại nói vậy chứ? Có nói lý do gì không? Dù là lý do gì, tin lời anh ta được sao? Vốn dĩ hôm nay đột nhiên anh ta cho mình lên chính, mình rất cảm động. Ai ngờ anh ta, mình nghĩ anh ta có mục đích khác. Giống như chị họ nói, anh ta muốn từng bước thăm dò giới hạn của cậu. Cậu tới công ty này chắc là do anh ta bảo cậu đến hả? Ừ. Liệu có khi nào từ lúc bắt đầu anh ta đã có mục đích không? Nhưng lúc đó mình và anh ta mới gặp có vài lần thôi. Nhưng hôm nay anh ta đã nói thế rồi. Liệu anh ta có quấy rối cậu táo tợn hơn không? Khoan hốt hoảng, bản thân cẩn thận một chút, nên ghi âm thì ghi âm. Mình nghĩ là cậu vẫn nên nói chuyện này cho đàn anh Lâm Hạo biết đi. Nói không chừng anh ấy có thể đưa ra ý kiến cho cậu. Để mình nghĩ kỹ đã. Đừng lo. Hứa tổng, anh khác với rất nhiều người đàn ông mà tôi quen biết. Tôi nên xem câu này của cô như lời khen không? Thật ra chúng ta rất giống nhau. Nhiều đặc điểm biểu hiện ra ngoài sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Xin được lắng nghe. Người ta đều cho rằng tôi là người xem cuộc đời như trò chơi, chơi đùa đàn ông, không trân trọng tình cảm. Có thể yêu đương trai gái, nhưng không ngưỡng mộ thiên trường địa cử, chỉ ham mê sự nồng cháy nhất thời. Bởi vì thể hiện hứng thú quá nhanh, nên luôn khiến cho người khác cảm thấy như đang đùa. Nhưng mà thật ra, người tôi bằng lòng tán tỉnh cũng là người tôi rung động, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Không ngờ là cô phân tích bản thân rất thấu đáo. Còn những lời trêu đùa tinh tế nhưng mập mờ của anh, phong cách xử sự tự tin đến không ai sánh nổi, cũng chỉ là vẻ bề ngoài, là anh trong mắt người khác. Thật ra thì trong thâm tâm anh bảo thủ với tình yêu, thậm chí kính sợ. Nhìn thì người đến không từ chối, thực tế là ngấm ngầm chối từ. Chỉ là mặt nạ sói xám của anh đeo quá lâu. Nếu gặp được người mà anh thích, chắc cũng dọa người ta chạy mất thôi. Thế nên mới nói chúng ta rất giống nhau, đều trong lúc vô ý khiến cho mình trở thành hai mặt. Cũng may tôi không phải là cô bé quàng khăn đỏ. Tôi sẽ không bị anh dọa chạy đâu, càng sẽ không ngần ngại với anh. Phân tích thấu đáo như vậy, cô học môn tâm lý à? Ngành chính là sống, ngành phụ là nghiên cứu đàn ông. Rõ ràng biết cô đến chuốc say tôi, nhưng tôi vẫn uống, cam tâm tình nguyện như vậy. Phải công nhận là nghề chính, nghề phụ của cô đều rất thành thạo. Hứa tổng, anh cũng hiểu về phụ nữ quá đó. Vậy anh đoán xem, sau khi tôi chuốc say anh rồi thì sẽ làm gì? Cho dù là gì, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi cũng mong chờ như cô. Đừng lo tình hợp tan, can đảm sao phải sợ, để màn đêm tĩnh lặng, quãng đời còn lại gió đông là em, sắc xuân là em, mưa hè cũng là em. Mình thắc mắc hôm nay cậu mời bao nhiêu người rồi? Công ty mình mời rất nhiều người. Thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta về trước đi? Hàng Sản đâu? Khi nãy còn ở đây mà. Hứa Thành Dật cũng không thấy đâu. Không lẽ cậu ấy bị Hứa Thành Dật dẫn đi rồi? Cậu ấy muốn khiến Hứa Thành Dật. Ai,
Trong điện thoại cô ấy nói không rõ ràng. Chúng ta đi đâu mà tìm đây? Liệu Hứa Thành Dật có nhân lúc uống say ức hiếp Hàn Sản không? Cậu có WeChat của Hứa Thành Dật không? Gọi điện cho anh ta đi. Được. Không bắt máy. Gọi cho Sản đi. Ừ. Đây. Alo. Cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi. Cậu ở đâu vậy? Bọn mình đang tìm cậu. Hứa Thành Dật đi rồi hả? Được, vậy cậu mau xuống đây đi. Bọn mình chờ cậu dưới sảnh. Được. Đừng lo lắng.